Chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các con để chúng ta chuẩn bị kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 môn công nghệ 7. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu. Nội dung ôn tập gồm xoay quanh 3 chủ đề. Đó là chủ đề thứ 4, mở đầu về chăn nuôi. Chủ đề thứ 5, nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi. Chủ đề 6 là nuôi thủy sản. Về phần kiểm tra cuối kỳ 2 gồm có 2 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 16 câu, chiếm 4 điểm. Và phần tự luận gồm có 4 câu, chiếm 6 điểm. Riêng về phần ôn tập, thầy sẽ ôn tập cho các con các câu về tự luận. Còn trắc nghiệm thì nội dung nằm trong 3 chủ đề này. Rồi, chúng ta bắt đầu từng câu một. Câu đầu tiên, em hãy nêu vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế Việt Nam. Các con nhớ, nó có những vai trò như sau. Thứ nhất, cung cấp thực phẩm cho con người. Thứ hai, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác. Thứ ba, xuất khẩu thủy sản. Thứ tư, tạo việc làm và tăng thu nhập. Thứ năm, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia. Thì phần này ở trên lớp thầy đã dặn kỹ cho các con rồi, nên thầy chỉ nói đến nội dung của nó thôi. Rồi, câu thứ hai, em hãy cho biết ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp thu hoạch tôm cá. Thì tụi con biết phương pháp thu hoạch tôm cá nó gồm có hai phương pháp, đó là phương pháp thu hoạch từng phần. Và cái thứ hai, đó là phương pháp thu hoạch toàn bộ. Mỗi phương pháp nó đều có từng ưu và nhược điểm riêng. Về phương pháp thu hoạch từng phần gồm có ưu điểm như sau. Đó là làm tăng năng suất cá nuôi lên 20%, cung cấp thực phẩm tươi sống thường xuyên. Nhược điểm của nó là các cá thể không cùng lứa tuổi nên khó chăm sóc, cải tạo, tu bổ ao. Thứ hai, đó là phương pháp thu hoạch toàn bộ. Ưu điểm, sản phẩm tập trung, chi phí đánh bắt không lớn, tại vì thu hoạch là hết luôn. Nhược điểm, đó là năng suất của tôm cá bị hạn chế, tốn nhiều giống. Câu thứ ba. Ngọc trai có giá trị kinh tế rất cao. Em hãy tìm hiểu để mô tả lại cách nuôi trai lấy ngọc. Ngọc trai có giá trị như thế nào? Cách nuôi trai lấy ngọc. Thì câu này để chúng con biết, để chúng ta trải nghiệm và cũng như chúng ta hướng nghiệp luôn nè. Rồi, cách nuôi trai lấy ngọc là để có trai cho ngọc, người nuôi phải trải qua ít nhất đó là 3 giai đoạn. Giai đoạn nuôi vỗ, giai đoạn nuôi cấy và giai đoạn nuôi dưỡng. Sau đó sẽ thực hiện cấy ghép mô tế bào và nhân vào xoang màng áo ngoài của trai. Sau khi cấy ghép xong, trai được cho vào bể chứa, cố định trong túi lưới, theo cái trong cái túi lưới chồi treo xuống ao. Rồi ngọc trai nó có giá trị, đó là làm trang sức, làm đồ trang trí, đem lại nguồn giá trị về kinh tế mang ý nghĩa phong thủy. Câu thứ tư, gia đình bạn Minh ở Bến Tre có đất rộng, điều kiện tự nhiên rất phù hợp để nuôi tôm sú, nên đã cải tạo ao nuôi tôm sú. 3 vụ đầu nuôi đạt kết quả tốt, thu lãi lớn. Sau thu hoạch, gia đình tranh thủ mua giống, thả nuôi ngay. Kết quả từ vụ tôm thứ tư, tôm lại bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt. Gia đình không biết, nó không hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy. Em hãy vận dụng những hiểu biết về kỹ thuật nuôi để giải thích và đề xuất giải pháp khắc phục.
Thì nguyên nhân là tại vì lý do là tụi con thấy chúng ta đã học rồi, đó là quy trình nuôi thủy sản, đó là gia đình bạn này thì chưa tuân thủ đúng quy trình nuôi. Thì biện pháp đó là cần thực hiện đúng các bước trong quy trình nuôi tôm, cá. Rồi sau thu hoạch là phải tiến hành vệ sinh, khử khuẩn ao. Đó, đó là cái nhớ cái điều đó. Vì gia đình bạn là không tuân thủ đúng quy trình nên bắt đầu là từ từ ha, là tôm bị nhiễm bệnh, tại vì vi khuẩn bắt đầu nó tồn tại dưới đó, nó phát triển. Câu thứ năm, em hãy nêu vai trò của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế Việt Nam. Thì nói về ngành chăn nuôi thì chúng ta thấy là nó có cung cấp thực phẩm cho con người và cung cấp sức kéo như trâu, bò, ngựa, phục vụ cho việc canh tác, tham quan du lịch. Rồi cung cấp phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Rồi cung cấp nguyên liệu như lông, da, sừng, xương cho các ngành công nghiệp nhẹ. Câu thứ sáu, trong những năm vừa qua, nghề nuôi tôm ở đồng bằng Nam Bộ khá phát triển. Thấy nuôi tôm có lợi, nhiều gia đình đã phá rừng ngập mặn ven biển để làm đầm chăn nuôi. Theo em, cách làm như vậy đúng hay sai? Vì sao? Thì gợi ý câu hỏi trả lời cho tụi con như sau, đó là không có đúng rồi. Vì thiên nhiên là do tạo hóa ban tặng. Mỗi loài động thực vật trên trái đất đều được sinh sống. Rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Thân, cành và rễ của rừng ngập mặn đóng vai trò là rào cản giúp giảm ảnh hưởng của ngập lụt, sóng gió mạnh. Nó bảo vệ mạng sống chúng ta đấy. Nhờ vậy bảo vệ được con người, nhà cửa, đồng ruộng khỏi thiên tai, bão lũ, sóng chiều. Từ những lý do đó, ta phải quý trọng và giữ gìn chúng. Và chúng ta không có theo cái trào lưu, chúng ta thấy là nhiều có lợi là chúng ta phá đi rừng, nhưng mà cái thiệt hại lâu dài, thiệt hại lớn thì chúng ta lại không nghĩ tới. Rồi đến câu số 7. Nếu gia đình em tham gia hoạt động nuôi thủy sản, thì vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, em sẽ nuôi loại cá tôm nào để đạt hiệu quả cao? Hãy giải thích lý do em chọn loại thủy sản đó. Thì nếu mà chúng ta ở dưới miền Tây, khu vực lúa thì chúng ta thấy là chúng ta nên kết hợp trồng lúa và nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa. Vì như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được diện tích nuôi tôm từ việc sử dụng ruộng lúa sẵn có. Thêm nữa, sẽ cung cấp được một phần thức ăn sẵn có cho tôm như là động thực vật thủy sinh có sẵn trên ruộng lúa như cá, tép, cua, ốc, hến. Như vậy, tụi con sẽ tiết kiệm được chi phí rất là lớn. Chúng ta nuôi đồng thời đó mà, vừa nuôi là vừa trồng à, như thế. Rồi, buổi ôn tập chúng ta đã kết thúc. Chúc tất cả các con chúng ta học chăm chỉ và thi tốt. Rồi, chào tất cả các con.